Thưa quý vị, 12 quận huyện mà quý vị đang nhìn thấy bên cạnh tôi đây là nơi đang được Hà Nội gắn mác báo động đỏ, mức cao nhất trong phân cấp cảnh báo sốt xuất huyết. Quận Tây Hồ nằm trong khu vực báo động đỏ về dịch sốt xuất huyết khi mà số ca mắc sốt xuất huyết tại đây ngày càng tăng lên. Mặc dù là ngành y tế và chính quyền địa phương đã tăng cường công tác phun thuốc dập dịch, tuy nhiên một số người dân vẫn chưa thật sự có ý thức trong công tác phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết. Phản ánh của phóng viên Chuyển động 24 giờ ngay trong sáng nay. Ngõ 280 Lạc Long Quân, Tây Hồ. Rác, ẩm ướt, vị trí này đang tiềm ẩn những ổ dịch sốt xuất huyết vẫn chưa được thu dọn. Người dân cho biết gần chục năm nay, từ khi có đống gạch che khuất, thì một số người dân thiếu ý thức thường xuyên xả rác trộm trong đêm. Hay những cái hàng bán ra đây đái, xong là đủ thứ bẩn ra đây. Chứ còn gì, không thấy nó cứ phóng uế liên tục đây, sợ lắm. Có kiến nghị mấy lại bên môi trường rồi nhưng mà không dẹp được cái này. Trong thời gian qua, quận Tây Hồ ghi nhận gần 300 ca bệnh sốt xuất huyết. Riêng khu vực này cũng đã phát hiện 14 ổ dịch với khoảng 50 người mắc bệnh. Có thể nói là việc tập trung rác nước thải lâu ngày là nguyên nhân bùng phát ổ dịch. Và theo thông tin chúng tôi vừa mới cập nhật thì chiều nay quận Tây Hồ đã cho di chuyển đống gạch, dọn dẹp vệ sinh và phun thuốc vị trí này. Tuy nhiên thì tại một số nơi khác cũng đang nằm trong tình trạng cảnh báo vàng về dịch sốt xuất huyết thì công tác về phòng chống dịch như thế nào? Phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm. Quét dọn, xịt thuốc, chị Hương đang cố gắng bảo vệ gia đình mình trước dịch sốt xuất huyết đang bùng phát. Tôi thấy là bên địa phương là vẫn chưa có cái chiến dịch là về phun thuốc để diệt bọ gậy. Đấy, còn gia đình tôi thì cũng tự giác là đi mua một số các bình xịt cá nhân nhỏ. Như là tôi hay mua các đồ xịt của Thái chẳng hạn, về tôi xịt những ngóc ngách mà làm sao tôi tránh những cái vi khuẩn như là các cái con bọ gậy sinh ra muỗi gây sốt cho cả gia đình. Khi chính quyền địa phương vẫn chưa thực hiện việc phun thuốc phòng trừ dịch bệnh thì việc ý thức phòng dịch của người dân khá là cao. Tuy nhiên tại một số nhà trọ sinh viên thì việc phòng dịch vẫn chưa được chú trọng. Ta thì muỗi đây khá là nhiều, giặt quần áo và giặt quần áo thì bị muỗi đốt, nấu cơm bị muỗi đốt. Chỗ này thì nó khá là ẩm thấp, với cả nó thấp nên là cứ mưa cái thì nó sẽ rất ướt. Hiện nay trên địa bàn phường Cổ Nhuế 2 ghi nhận gần 50 người mắc bệnh sốt xuất huyết. Ủy ban nhân dân phường cũng thừa nhận hiện nay mới chỉ 1/4 số hộ dân trên địa bàn được phun thuốc phòng dịch. Cam kết trong tối nay và ngày mai sẽ thực hiện việc phun thuốc rộng rãi trên khắp khu vực. Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch, sáng nay đoàn công tác của Bộ Y tế đã có cuộc kiểm tra đột xuất trên địa bàn thành phố Hà Nội. Kết quả cho thấy là muỗi gây sốt xuất huyết đã giảm, nhưng tại các gia đình đều xuất hiện các ổ bọ gậy. Nguyên nhân được xác định là do xung quanh còn các vật dụng, phế thải, đọng nước mưa. Không có bọ gậy, không có sốt xuất huyết. Thông điệp này đã được Bộ Y tế khuyến cáo liên tục nhiều lần và rất cần người dân phải để tâm. Quý vị cũng cần để ý tới những nơi dễ phát sinh ổ bọ gậy mà nhiều người chưa thực sự lưu ý. Đó là khay hứng nước đọng của tủ lạnh, thùng xốp trồng rau, bể chứa nước tại các nhà vệ sinh, đặc biệt là nhà vệ sinh công cộng.